Đã có ai uống hết 1 lít nước muối biển vào buổi sáng để súc ruột chưa? Sáng nay Lý sẽ làm, mọi người cùng xem và làm với Lý nha. Nhiệm vụ của Lý sáng nay đó là sẽ uống hết khoảng 1 lít nước này, và trong 1 lít nước này thì sẽ là nước ấm với lại là có muối biển mọi người nhé. Nhưng sáng nay thay vì dùng muối biển thì Lý sẽ sử dụng cái muối Epsom này. Đây cũng là một cái loại muối tự nhiên có tác dụng là làm sạch đường ruột các anh chị ha. Và Lý sẽ uống, đó là Lý chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên đó là nước trắng bình thường, phần thứ hai là nước muối, và phần cuối cùng đó là nước trắng. Rồi bây giờ Lý sẽ uống cái phần đầu tiên là nước trắng này. Cái này thì đơn giản thôi mọi người ha. Lý sẽ lấy ra khoảng, Lý sẽ chia ra 3 phần đều nhau. Cái này khoảng 350ml và cho nước nóng vào để nó thành nước ấm. Lý sẽ cho một chút xíu nước muối sôi vào. Ok, nó sẽ thành ấm ấm là được. Vậy là qua 5 phút rồi, bây giờ sẽ đến ly thứ hai, đó là ly muối mọi người nha. Ly cũng cho ở đây là khoảng 300ml, hơn 300 chút xíu. Sau đó thì mình sẽ cho vào khoảng là 3 muỗng cà phê muối, cho vào trong cái ly này rồi khuấy tan ra. Ở trong ly này hiện tại mới là nước trắng nguội và muối thôi nhá. Mình khuấy tan ra rồi sau đó mọi người sẽ cho nước đun sôi vào để cho nó thành ấm ấm. Và muốn dễ uống hơn nữa thì mọi người vắt thêm một nửa trái chanh vào. Nó sẽ dễ uống hơn một chút xíu đó mọi người. Trái chanh này của Lý nó hơi khô rồi, mọi người đừng có để ý nha. Chanh này mua nhiều quá, nếu mà nó khô như thế này thường để làm mấy cái như này, hoặc là ngâm rau củ, hoặc là uống nước ép. Đây là cái ly thứ hai là ly nước muối đây, Lý sẽ bây giờ sẽ uống cái này nhá. Lý thấy là sử dụng ống hút nó sẽ dễ uống hơn đó mọi người. Và nhớ là sau khi uống xong á, thì mình sẽ vận động lại như thế này, rồi đi lại lại liên tục mọi người nhé, đừng có ngồi im một chỗ. Súc ruột hệ tiêu hóa bằng muối như thế này á, là cái cách mà chúng ta sẽ làm sạch hệ tiêu hóa từ trên xuống dưới luôn. Mình làm thải độc cà phê thì mình sẽ làm sạch ở dưới đại tràng, ở phần gan, nói chung là khu vực phía dưới này đúng không? Nhưng cái súc ruột bằng muối này á, thì nó sẽ làm sạch từ cái khoang miệng mình uống xuống cổ họng này, xuống cái dạ dày, xuống ruột non, rồi làm sạch cả cái đại tràng của mình luôn. Thì mình uống cái này mình cũng sẽ đi vệ sinh mọi người nhé. Mình uống khoảng 1 lít nước ấm như vậy, có thêm nước muối nữa nó sẽ kích thích nhu động ruột, nó sẽ hỗ trợ đi vệ sinh. 5 phút đã trôi qua, bây giờ còn 1 ly cuối cùng thôi, sắp tới đích rồi. Ta nước mắm vào nhé. Uống hết chỗ này là được, chỗ này chỉ là nước trắng thôi, cố lên. Vậy là xong, bây giờ Lý sẽ tiếp tục đi lại này, rồi cứ xoa bụng mình như này thì khoảng 30 phút đó mọi người, 30 phút đến 1 tiếng là nó sẽ bắt đầu đau bụng và đi vệ sinh. Đi liên tục luôn nha, đi khoảng mấy lần luôn á. Đi là 2, 4, 5, 6, 7 lần gì luôn á. Và nó sẽ đi, nói chung là cái chất thải nó ra nó rất là lỏng, nhưng nó sẽ mang theo rất là nhiều những cái độc tố, bởi vì mình uống nhiều nước mà, nên là nó sẽ đào thải hết ra bên ngoài. Thì cái này khoảng 1 tuần mọi người làm 1 lần nhé.